hiệu ứng âm thanh. Đấy, thì đây là những cái hiệu ứng mà chúng ta có thể thêm vào cho nó thú vị hơn, đó, cho nó có những cái hành động. Thì chúng ta thấy có những người nhảy ra chẳng hạn, thì nó có cái nhạc téo cái, thì nó rất là nhỏ, rất là ngắn thôi. Đó, ví dụ như nhạc này, đấy. Then hoặc là đinh, đấy, đấy. Đấy, thì đây là những cái hiệu ứng. Đấy, thì đây những cái hiệu ứng âm thanh chúng ta có thể thêm vào để làm cho cái video của chúng ta sinh động hơn. Được chưa? Đấy. Đấy. Được chưa? À. Đấy. Có rất nhiều âm thanh để chúng ta lựa chọn, được chưa? Ngoài ra thì chúng ta có phần là gì ạ? Show diễn hay biểu diễn. Đó. Wow. Wow. Yes. Yes. Đấy. Ok đúng không? Đấy. Doanh thu. Đấy. Thì nó có những cái tiền. Đấy. Đó. Hoặc là trận đánh. Đấy. Đánh nhau. 3, 2, 1. Cũng bắn trận đánh. Đấy, hoặc là kinh dị. Cái nhạc kinh dị. Đấy, hoặc là cười to. Nhạc này dùng rất nhiều trong những cái video clip hài, những cái video clip hài ấy, là có những cái đấy, nó chọc cười mình, đến cái đoạn đấy là mình cười, thì nó cũng vậy, nó thêm cái hiệu ứng để làm cho cái người xem ấy là mình sẽ gì ạ, mình sẽ có cái xu thế là mình cũng sẽ cười theo, đặc biệt là những cái clip hài anh chị em có để ý đó. Rồi những cái chuyển tiếp đấy, ví dụ như là chúng ta có một cái hình ảnh nào đó xuất hiện trên màn hình chẳng hạn, được chưa, thì nó sẽ có những cái chuyển tiếp như vậy, được chưa, hoặc là thức ăn. Đấy. Nhiều. Đấy, hoặc là môi trường xung quanh. Đấy, hoặc là sóng sóng biển. Sóng nước. Giọt nước nó nhỏ, giọt nước nó nhỏ. Đây là kiểu như là chúng ta lồng tiếng, đấy nhỉ? Hoặc là động vật, nhiều lắm. Kêu này. Đấy, các chủng. Côn trùng kêu. Hoặc là mèo. Đấy, chim. Mèo. Rồi máy móc. Có tính. Đấy nhỉ? Hoặc ảo thuật, nhạc cụ, giao thông, nhạc nền, rất là nhiều luôn, được chưa anh em?